Trong những năm qua, Nhật Bản luôn là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam. Cơ cấu hàng hóa mang tính bổ sung, không cạnh tranh. Nhật Bản có nhu cầu nhập khẩu lớn các loại nông, lâm, thủy sản, thực phẩm chế biến, hàng tiêu dùng các loại, trong khi Việt Nam lại có lợi thế cạnh tranh lớn về các sản phẩm này. Tại hội nghị giao thương trực tuyến nông sản thực phẩm Việt Nam-Nhật Bản 2021 do Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương phối hợp với Trung tâm ASEAN-Nhật Bản AGC cùng các đơn vị liên quan tổ chức, lãnh đạo Cục Xúc tiến Thương mại cho biết, hoạt động xúc tiến thương mại trực tuyến lần này thu hút hơn 100 doanh nghiệp trong lĩnh vực nông sản thực phẩm hai nước tham dự, đã chứng tỏ nhu cầu về mặt hàng này còn nhiều dư địa để phát triển. Với các phiên tiếp xúc 1-1 B2B, các doanh nghiệp Việt đã giới thiệu rất nhiều sản phẩm nông sản đặc trưng của Việt Nam như rau củ quả tươi, các loại hạt, xoài, thanh long sấy, thủy hải sản, đồ uống, v.v. phù hợp với thị trường và người tiêu dùng Nhật Bản. Việc tăng cường giao thương giữa Việt Nam và Nhật Bản không chỉ bằng phương thức truyền thống mà còn trực tuyến, giúp các doanh nghiệp hai nước có nhiều cơ hội hợp tác. Bất chấp dịch COVID-19, 4 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu giữa Việt Nam với Nhật Bản vẫn đạt 15,6 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 6% so với cùng kỳ năm 2020. Hiện Việt Nam và Nhật Bản cùng là thành viên của 3 hiệp định thương mại tự do FTA song phương, đa phương, đẩy mạnh và đa dạng hóa các hoạt động xúc tiến thương mại sẽ là giải pháp hữu hiệu giúp hai nước nâng tầm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản.